Thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 12 tháng 12 đến 18 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 866 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 2 ca so với ngày 12 tháng 12. Trong đó, test dương sàng lọc 866 ca, cụ thể ngoài tỉnh 50 ca, thị xã Trăng Bàn 311 ca, tăng 45 ca. Trong đó, An Hòa 94 ca, An Tịnh 43 ca, Đông Thuận 13 ca, Gia Bình 17k, Gia Lộc 25k, Hưng Thuận 16k, Lộc Hưng 21k, Phước Bình 29k, Phước Chỉ 34k, Phương Trảng Bàng 19k. Huyện Tân Châu 114k, Tân 35k, trong đó: Sới Dây 24k, Sửi Ngô 9k, Tân Đông 6k, Tân Hà 11k, Tân Hiệp 6k, Tân Hội 12k, Tân Hưng 21k, Tân Phú 6k, Tân Thành 11k. Hành Đông 3 ca, thị trấn Tân Châu 5 ca. Huyện Dương Minh Châu 104 ca, giảm 4 ca, trong đó Bảo Năng 4 ca, Bến Củi 13 ca, Cầu Khởi 19 ca, Trà Là 13 ca, Lộc Ninh 6 ca, Xã Phan 6 ca, Phước Minh 8 ca, Phước Ninh 5 ca, Suối Đá 11 ca, thị trấn Dương Minh Châu 11 ca, Trung Mít 8 ca. Huyện Tân Biên 82 ca, tăng 10 ca, trong đó Hòa Hiệp 9k Mỏ Công 12k Tân Bình 3k Tân Lập 7k Tân Phong 19k Thạnh Bình 5k Thành Tây 17k thị trấn Tân Biên 4k Trà Vòng 6k huyện Bến Cầu 74k giảm 8k trong đó An Thạnh 24k Lợi Thuận 12k Long Chữ 5k Long Giang 3k Long Phước 4k Long Thuận 10k thị trấn Bến Cầu 11k Tiên Thuận 5 ca. Thị xã Hòa Thành 39 ca, tăng 12 ca, trong đó Hiệp Tân 5 ca, Phường Long Hoa 9 ca, Long Thành Bắc 8 ca, Long Thành Nam 4 ca, Long Thành Trung 3 ca, Trường Đông 3 ca, Trường Hòa 3 ca, Trường Tây 4 ca. Huyện Châu Thành 33 ca, giảm 109 ca, trong đó An Cơ 2 ca, Biên Giới 5 ca, Hảo Đức 6 ca, Hòa Hội 1 ca, Ninh Điền 4 ca, Phước Vinh 5k, Thái Bình 1k, Thanh Điền 2k, Thành Long 1k, thị trấn Châu Thành 6k. Thành phố Tây Ninh 31k, tăng 14k, trong đó Bình Minh 1k, Hiệp Ninh 7k, Ninh Sơn 4k, Ninh Thạnh 1k, phường 1 3k, phường 2 1k, phường 3 7k, phường 4 3k, Tân Bình 2k, Thành Tân 2k. Huyện Cò Dầu 28k, giảm 9k, trong đó Bầu Đồn 11 ca, Cẩm Giang 4 ca, Hiệp Thạnh 2 ca, Phước Đông 3 ca, Phước Trạch 1 ca, Hạnh Đức 1 ca, Thanh Phước 1 ca, Thị trấn Gò Dầu 5 ca. Tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.265 người, cách ly tại nhà 22.943 người, công tác điều trị, tổng số ca mắc COVID-19 67.120 ca, đang điều trị 16.561 ca, số ca tử vong 416 ca. Trong ngày 13 tháng 12, có 10 ca tử vong. Phong tỏa, đến ngày 13 tháng 12 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 1.269 vùng phong tỏa, trong đó phong tỏa 322 vùng, 947 vùng đã giải tỏa. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 của chính phủ, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 524 người với số tiền 783 triệu 960 000 đồng